Em xin kính chào tất cả anh chị. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cho toàn thể quý anh chị một bộ đèn năng lượng mặt trời có thể đạt được nhiều tiêu chí để anh chị có thể lắp đặt được ở trong nhà. Thứ nhất đó là không tốn tiền điện. Thứ hai về mẫu mã bên ngoài của nó rất là đẹp. Và thứ ba thì đây là một bộ đèn chính hãng được công ty Việt Nhật Solar sản xuất. Đấy thì đây là hộp của sản phẩm anh chị nhé. Đây là hộp của sản phẩm và em sẽ đập hộp để cho anh chị cùng xem là khi mà anh chị nhận hàng thì anh chị sẽ nhận được bao gồm những cái gì anh chị ạ. Đấy thì đây là hộp của sản phẩm này, bao gồm là logo thương hiệu của công ty Việt Nhật Solar này. Và bây giờ em sẽ đập hộp ra cho anh chị xem anh chị nhá. Khi mà anh chị mua hàng của bên nhà em thì anh chị yên tâm là mình sẽ được kiểm tra và được test thử hàng thoải mái anh chị nhá. Đấy, không cần phải đặt cọc trước. Đấy, và mình kiểm tra xong mình ưng ý hàng rồi thì mình mới thanh toán anh chị ạ. Đấy thì về quy cách đóng gói của bên công ty Việt Nhật Solar thì anh chị có thể nhìn thấy là đóng hàng rất là cẩn thận, bao gồm bên trong là xốp rất là dày dùng để bao bọc và giữ hàng anh chị ạ. Đấy, bên trong của hộp sản phẩm này đầu tiên thì anh chị sẽ nhìn thấy này, sẽ là một tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, đây là một tấm pin năng lượng mặt trời anh chị nhá. Đây là tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, tiếp theo thì mở lớp xốp thứ hai ra này thì anh chị sẽ nhìn thấy là bao gồm ở đây đó là một chiếc đèn năng lượng mặt trời này. Đèn này là đèn ốp trần anh chị nhé, đèn ốp trần này. Đấy. Và bên trong kèm theo nữa sẽ là hai bộ ốp vít nhé, hai bộ ốp vít dùng để lắp đặt đèn và lắp đặt thanh giá đỡ tấm pin. Và một chiếc điều khiển từ xa này, anh chị này, một chiếc điều khiển từ xa. Và một cái thanh giá đỡ của cái tấm pin năng lượng mặt trời khi mà anh chị lắp đặt ở trên mái nhà. Đấy, đầy đủ phụ kiện sẽ bao gồm những cái vật như thế này anh chị ạ. Thì anh chị mua hàng của bên nhà em ấy, anh chị yên tâm là không phải mua thêm bất kỳ một cái linh kiện phụ kiện nào khác đâu anh chị nhé. Và để cho anh chị có thể nắm bắt rõ hơn về thông số kỹ thuật của bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần này thì bây giờ em sẽ đi vào và phân tích chi tiết. Đầu tiên đó là về phần đèn. Thì cái đặc điểm của cái mẫu đèn năng lượng mặt trời ốp trần này thì anh chị nhìn thấy này, nó rất là đẹp anh chị nhá, rất là đẹp. Và bên ngoài của đèn này, hình dáng bên ngoài sẽ được tỉa hình những cánh hoa này. Thì anh chị để ý đây là những cái lỗ dùng để mình bắt lên trần nhà. Ốp là ốp trực tiếp chiếc đèn này lên trần nhà anh chị nhá, ốp lên trần nhà như thế này. Để cho ánh sáng của nó có thể là tỏa rộng 360 độ, bao quát cái căn phòng của mình. Thì mẫu đèn ốp trần này thì anh chị có thể lắp đặt như là trong phòng khách này, phòng bếp này, lối đi trong nhà này, sân phơi, sân thượng này, hoặc là sảnh hiên, sảnh hè. Đấy, các khu vực nào mà có diện tích nó dao động rơi vào khoảng từ 30 đến 50 mét vuông thì anh chị sẽ lắp mẫu đèn này. Và cái ưu điểm của cái đèn này này, nó sẽ không gây chói mắt, không gây hư hại mắt. Đấy, ánh sáng của nó rất là dịu nhẹ. Đấy, anh chị có thể làm việc này, đi lại này, uống trà này, đánh cờ này, đấy, sinh hoạt ở trong nhà như bình thường anh chị nhá, lấu lướng. Đấy thì đèn chính hãng của bên Việt Nhật Solar thì anh chị sẽ giúp em là nhìn vào cái logo thương hiệu của bên nhà em này. Logo thương hiệu độc quyền nhé. Và công suất của đèn là 300W anh chị ạ, 300W. Đây anh chị nhìn giúp em này, sẽ có logo thương hiệu đằng sau nhá. Còn đâu những cái mẫu hàng trôi nổi ở trên thị trường sẽ không có logo thương hiệu đâu ạ. Đấy thì chiếc đèn này được cấu tạo đầu tiên đó là về phần chóa đèn này. Em sẽ mở ra cho anh chị cùng xem, đây là chóa đèn này. Chóa đèn thì trên phần chóa nó sẽ được được dập những cái khối kim cương nhỏ như thế này. Thì khi mà bật đèn lên vào buổi tối ấy, thì ánh sáng nó cho ra rất là đẹp, cũng như là tô thêm cái vẻ đẹp cho cái chiếc đèn này anh chị nhá. Đấy, đây là phần chóa đèn này. Đấy thì bên trong của đèn nó sẽ bao gồm ở đây là những cái chip led. Thì đối với cả đèn tròn năng lượng mặt trời ốp trần thì những cái chip led nó sẽ xếp xung quanh của hệ thống dàn led như thế này. Và nó sẽ tỏa đều ra rộng ra anh chị nhé. Đây là một hàng, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, năm hàng và sáu hàng. Đấy, sáu hàng này nó sẽ bao gồm tổng ở đây là 238 chip led này. 238 chip led. Và cái dòng led, cái loại led được sử dụng để lắp đặt lên chiếc đèn này đó là led 5730. Đấy, chip led này thì có tuổi thọ rất là bền và độ sáng của chip led này nó rất là tốt. Và anh chị để ý giúp em là những cái chip led mà màu xanh này này, nó sẽ cho ra ánh sáng trắng. Còn những cái chip led màu vàng này, nó sẽ cho ra ánh sáng vàng anh chị nhé. Là cái chiếc đèn này nó sẽ có 3 chế độ màu ánh sáng để anh chị có thể là thay đổi cái ánh sáng của cái căn phòng của mình. Đấy, mình có thể lắp đặt bất kỳ một vị trí nào đều được anh chị nhé, trừ là lắp đặt ở ngoài trời. Đấy, lắp cái đèn này anh chị phải lắp ở dưới mái này, trong nhà này, đấy, các khu vực mà có mái che. Đấy thì đằng sau của cái lớp hệ thống dàn led này này, nó sẽ bao gồm là những viên pin lưu trữ. Thì đèn năng lượng mặt trời nào mà càng lắp nhiều pin thì đèn sáng càng lâu anh chị nhé, là cái thời gian chiếu sáng nó sẽ rất là đảm bảo. Đấy thì với cái chiếc đèn năng lượng mặt trời mẫu ốp trần công suất 300W này sẽ được lắp đặt là 5 cell pin, 5 cell pin, và mỗi một cục pin sẽ có tổng bộ lưu điện là
6.000 mAh thì nó sẽ ra tổng bộ lưu điện đó là 30.000 mAh anh chị ạ. 6 × 5 là bằng 30.000 mAh. Thì với cái công suất như thế này và với cái bộ lưu điện như thế này thì nó có thể chiếu sáng liên tục là từ 10 đến 12 tiếng anh chị nhá. Và vào thời điểm mùa hè thì nó còn chiếu sáng là trên 12 tiếng anh chị ạ, suốt đêm. Đấy thì để cho anh chị có thể nắm bắt rõ hơn ấy, thì bây giờ em sẽ đo cho anh chị xem về cái đường kính của cái đèn này. Đây em sẽ đo thực tế về cái đường kính của đèn cho anh chị cùng xem nhé. Về cái đường kính của cái đèn này này thì nó sẽ đạt được đỏ đây đó là 37 cm anh chị nhá. Đạt chuẩn là 37 cm như thế này ạ. Đấy 37 cm. Và để cho anh chị có thể nắm rõ hơn ấy thì nhân tiện ở đây thì em cũng tháo luôn trực tiếp những cái con ốc này ra này để cho anh chị cùng xem anh chị nhá. Đây em tháo luôn ốc ra để cho anh chị cùng khám pin bên trong xem là nó có bao nhiêu quả pin anh chị nhá, xem có đúng như công bố là 5 quả pin hay không ạ. Ở bên trong này nó sẽ có 4 con ốc nhá. Anh chị muốn tháo ra thì anh chị sẽ tháo giúp em là 4 con ốc này ra này. Đấy 4 con ốc này. Là bây giờ em sẽ mở ra cho anh chị cùng xem nhá. Đây thì anh chị sẽ đếm giúp em nhá. Thì mỗi một cái phần tròn tròn này này nó sẽ là một quả pin này. 1 2 3 4 5 quả anh chị ạ, 5 quả. Thì tổng bộ lưu điện của nó là 30.000 mAh. Đấy mỗi một quả là 6.000 mAh. Đấy thì bên trong nó sẽ bao gồm như thế này anh chị nhá. Đây là chiếc đèn năng lượng mặt trời ốp trần công suất là 300W. Thì là rất ít đơn vị người ta dám mở ra cho khách hàng xem như thế này. Cái việc mở ra như này để cho anh chị yên tâm hơn, mình có thể là mắt thấy tai nghe được, đó là về phần những cái linh kiện phụ kiện được lắp đặt bên trong đèn nó sẽ bao gồm những cái gì anh chị nhá. Đây là về phần bên trong phần pin lưu trữ đây này. Đấy và các nghe mối hàn mạch hàn này nó rất là cẩn thận này anh chị này. Đó là về phần đèn, tiếp theo là sang đến phần tấm pin. Thì để cho chiếc đèn này có thể sáng và có thêm pin lưu trữ thì đây chính là cái phần nạp pin cho đèn, và nạp là nạp bằng năng lượng mặt trời anh chị nhá, bằng ánh sáng của năng lượng mặt trời bức xạ. Thì trên bề mặt của cái tấm pin năng lượng mặt trời này được thiết kế đó là mặt kính cường lực này, anh chị treo bất kỳ vị trí nào đều được. Ở những cái vùng khí hậu khắc nghiệt này, mưa to gió lớn này thì cái tấm pin này nó rất là bền anh chị nhá. Và đây là một tấm pin của một công ty đèn năng lượng mặt trời chính hãng Việt Nhật Solar sản xuất. Nên là anh chị yên tâm là về cái cấu hình này cũng như là thông số này và hiệu năng nạp pin nó rất là tốt anh chị nhá. Anh chị để ý này, những cái phần cell pin này bên này em làm là khít nhau và làm rất là đều nhau, đều màu này. Đấy đây là tấm pin năng lượng mặt trời poly anh chị ạ, tấm pin năng lượng mặt trời poly. Đấy thì em sẽ đo cho anh chị cùng xem về cái kích thước thực tế này. Thì về phần chiều ngang của tấm pin năng lượng mặt trời, chiều rộng ấy, nó sẽ đạt được là 35 cm anh chị ạ, 35 cm. Còn về phần chiều dài, còn về phần chiều dài của tấm pin năng lượng mặt trời này nó sẽ đạt chuẩn là 60 cm anh chị nhá, 60 cm này. Đấy thì bên ngoài của tấm pin năng lượng mặt trời thì được làm bằng khung nhôm này, anh chị để ý là khung nhôm nhá. Thì đằng sau của tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ có thêm một cái đoạn dây nối dài 5m như thế này để giúp cho anh chị có thể treo đèn ở trong nhà. Đấy nhưng mà mình sẽ đấu cái tấm pin năng lượng mặt trời này ra bên ngoài trời để cho nó nạp mà ánh nắng cho nó tốt, và anh chị có thể để ở bất kỳ vị trí nào nhiều nắng nhất anh chị nhá. Nếu như mà anh chị cần nối xa hơn thì anh chị có thể liên hệ với bên nhà em để anh chị đặt thêm dây để anh chị sử dụng anh chị nhá. Khuyến cáo là mình không cắt ra để mình nối anh chị nhá, mà mình nên sử dụng dây nối đi theo sản phẩm để cho cái hiệu năng nạp của cái tấm pin năng lượng mặt trời nó tốt hơn này. Đấy đằng sau của nó sẽ có thông số anh chị nhá. Đây đây là tấm pin năng lượng mặt trời có cái công suất nạp ở đây là 30W anh chị nhá. Đấy dòng điện nạp là 6V và cường độ dòng điện là 5A. Đấy rất là đầy đủ, rất là rõ ràng. Đấy đây là bên trong của nó sẽ bao gồm là những cái mối nối này. Đấy mối hàn này. Đấy nên là hàng chính hãng, khi mà sản xuất ra thì anh chị cứ yên tâm một điều là rất là tốt và rất là bền anh chị nhé. Thì đối với cả mẫu đèn năng lượng mặt trời này thì bên nhà em bảo hành đó là thời gian là 3 năm và được đổi trả trong vòng 60 ngày sử dụng đầu tiên, tức là 2 tháng kể từ ngày mua nếu như phát hiện mà đèn có bất kỳ một lỗi gì nhỏ nhất. Đấy thì nhân tiện ở đây thì em cũng xin cho anh chị cùng xem về cái cách kết nối này. Thì khi mà anh chị kết nối đèn với cả tấm pin năng lượng mặt trời thì anh chị sẽ để ý giúp em nhé. Thì đây chính là cái dây kết nối tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, kết nối vào thì anh chị sẽ để ý giúp em là ở bên thiết kế của cái dây tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ có một cái điểm điểm hình bán nguyệt này. Còn bên này nó sẽ làm thừa ra nhá. Đấy thì khi mà mình kết nối vào ấy thì mình sẽ đưa cho em này. Hoặc là anh chị nhìn này, đây có hình mũi tên này. Và bên này nó cũng có hình mũi tên này. Thì anh chị chỉ cần để cho em hai hình mũi tên song song thẳng vào nhau và anh chị cắm vào thôi anh chị nhá. Đây. Em sẽ cắm thử để cho anh chị cùng xem. Đấy, sau khi mà anh chị nhìn thấy cái đèn đỏ này nó sáng lên, tức là tấm pin năng lượng mặt trời đang truyền điện vào cho đèn anh chị nhá. Đấy, đang truyền điện vào cho đèn.
thì anh chị sẽ để ý giúp em này. Thì như vậy là nó đang sạc rồi anh chị nhá. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái điều khiển để mình có thể là bật tắt thủ công này, hoặc là tăng giảm cường độ ánh sáng theo ý muốn của mình anh chị nhá. Đấy thì ở trên đây này, anh chị sẽ để ý giúp em là nó sẽ có cái điều khiển này. Thì bây giờ em sẽ thay cái pin vào, anh em chỉ ra vài chỗ để cho anh chị cùng nắm bắt được rõ hơn khi mà mình sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời này. Đấy thì anh chị sẽ để ý giúp em là ở bên trong này em đã chuẩn bị sẵn cho anh chị là hai quả pin này. Đấy và đây là ốc vít anh chị nhá. Đấy thì quý anh chị quan sát này, bây giờ em sẽ lắp pin vào nhá. Đấy, anh chị quý anh chị lắp pin nào lắp cho đúng chiều giúp em này. Đấy. Thì anh chị sẽ nhìn thấy này, đây là em bật về cái độ sáng, ở đây là ánh sáng trắng của đèn anh chị nhá, ánh sáng trắng của đèn. Đấy thì bây giờ em sẽ bật lên cho anh chị cùng xem này. Cách sử dụng điều khiển như sau nhá. Anh chị sẽ để ý cho em vào nút on này. On này là bật đèn này. Em sẽ bật đèn lên này. Đấy sau khi bật đèn lên nhá, mà anh chị muốn tắt đèn theo ý muốn thì đây sẽ là nút off nhá. Off là tắt đèn này. Đấy, off là tắt đèn. Và ở đây nó sẽ có cái đèn này nó có ba màu ánh sáng đúng không ạ? Thì mình sẽ bấm vào nút on này. Và sau đó nếu như mà mình muốn chuyển sang màu ánh sáng vàng thì có chữ Y này. Mình sẽ bấm vào đây thì nó sẽ mở sang ánh sáng vàng anh chị nhá, mở sang ánh sáng vàng. Và trường hợp mà mình muốn bật tất cả các chip led này nó sáng lên ấy, thì mình bấm vào cả chữ V kép và chữ Y ở giữa đây này, nút tròn ở giữa này. Đấy thì đèn nó sẽ sáng hết toàn bộ chip led lên. Độ sáng của đèn này rất là tốt và rất là đẹp anh chị nhá. Đấy sau khi mà lắp hệ thống chóa kính này vào nữa thì nó rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đấy lắp đặt là trang trí luôn cho cái ngôi nhà của mình. Còn khi nào mà anh chị bấm vào nút auto này, anh chị quan sát này, bấm vào nút auto này thì đèn nó sẽ tự động chuyển về cái chế độ đó là bật tắt theo cường độ bức xạ anh chị nhá. Tự động bật vào buổi tối và tự động tắt vào ban ngày. Đấy anh chị có thể nhìn thấy là đây là có ánh sáng truyền vào tấm pin năng lượng mặt trời thì đèn nó tự động nó tắt đi. Còn bây giờ nếu như em úp tấm pin năng lượng mặt trời xuống nhá, em úp tấm pin năng lượng mặt trời xuống này thì đèn nó sẽ tự động nó bật lên anh chị nhá, đèn nó sẽ tự động nó bật lên. Còn nếu mà vào ban ngày thì đèn nó sẽ tự động nó tắt đi anh chị ạ, đèn nó sẽ tự động nó tắt đi. Đấy, nó rất là rõ ràng, rất là thông minh. Anh chị không cần phải thao tác thủ công bằng tay. Đấy, mình đi đâu ra bên ngoài, đi công tác, đi du lịch hay đi làm gì đi chăng nữa thì nhà luôn luôn sáng vào buổi tối. Và ban ngày thì đèn nó sẽ tự động nó tắt đi cho anh chị nhá. Đấy, về cách sử dụng. Và có một điểm lưu ý đó là về phần điều khiển này này. Thì ở trên điều khiển này nó sẽ có cái nút, đó là nút 3 giờ, 5 giờ và 8 giờ. Tức là đây là độ sáng và thời gian sáng của đèn. Nếu anh chị muốn đèn sáng 3 tiếng, tức là vào khoảng 6 giờ tối mình bật đèn lên, mà mình bật bấm vào nút 3 giờ thì đèn nó sẽ tự động tắt vào lúc 9 giờ, tức là sau 3 tiếng đèn tắt. Cũng như vậy là sau 5 tiếng hoặc sau 8 tiếng. Đó là về phần sử dụng của đèn năng lượng mặt trời, mẫu ốp trần năng lượng mặt trời anh chị nhé. Thì nếu mà anh chị nào mà đang có ý định mua đèn năng lượng mặt trời để lắp đặt ở trong nhà thì chị có thể tham khảo cái mẫu đèn năng lượng mặt trời ốp trần này. Độ sáng của đèn rất là tốt này, giá thành của nó rất là mềm này, cũng như là về độ bền thì bên em bảo hành là 3 năm và cam kết tuổi thọ của những chiếc đèn này có thể dao động từ 8 đến 10 năm và thậm chí là trên 10 năm anh chị nhé. Nhưng anh chị nào mà đang muốn mở cửa hàng kinh doanh, muốn làm nhà phân phối của bên Việt Nhật Solar thì cũng đừng ngần ngại, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline của công ty Việt Nhật Solar để bên em tư vấn và cũng đưa ra những cái mức giá chiết khấu rất là cao để cho anh chị có thể lấy hàng về bán và mở đại lý anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem độ sáng thực tế của bộ đèn này khi mà anh chị treo ở trong nhà thì nó sáng tốt như thế nào anh chị. Đấy thì đây chính là căn bếp này anh chị này. Căn bếp ở đây thì với diện tích khoảng tầm 30 đến 35 mét vuông. Đấy thì em đang có sử dụng lắp đặt là một bộ đèn năng lượng mặt trời ốp trần. Đấy bây giờ em cũng tắt luôn đi để cho anh chị cùng xem này. Đấy nếu mà em tắt đi thì anh chị có thể nhìn thấy là xung quanh đây có tối không nhìn thấy một cái gì luôn anh chị nhá, rất tối. Đấy, không thể lấu tiếng hoặc không thể sinh hoạt được. Bây giờ em sẽ bật đèn lên nhá. Đấy sau khi bật đèn lên rất là tốt, đấy, cho ra độ sáng rất là tốt, vẫn có thể là sinh hoạt như bình thường được. Tiếp theo là em sẽ bật sang chế độ màu trung tính nhé. Đấy, đây chính là ánh sáng trung tính này. Đấy, chị có thể nhìn để ý là độ sáng của nó.